Diệm Tôn, mau lại đây. Thiên Tuyết Bạc, bản tôn ngày ngóng đêm mong, cuối cùng cũng đợi được nàng rồi. Tôn thượng đừng nóng vội, giờ lành còn chưa tới mà. Ta đã đợi nàng cả nghìn năm, không muốn đợi thêm nữa. Bản tôn đã đợi nàng một nghìn năm, đêm ngày đều mong có được nàng. Bây giờ tôn thượng đã hoàn thành tâm nguyện, không còn mong muốn gì khác hay sao? Không, ta còn nhiều ước nguyện khác nữa. Phu quân còn mong muốn điều gì? Ta sẽ dốc hết tất cả để dành cho nàng mọi thứ tốt nhất trong thiên hạ. Ta thực sự xứng đáng để tôn thượng làm như vậy sao? Chỉ cần phu nhân muốn, ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Vậy nếu ta nói rằng ta muốn, nàng muốn gì ta cũng đều đưa cho nàng. Ngươi dám cướp xích luyện quả của ta? Không ngờ ngươi đã hút hàng băng khí, bị đóng băng dưới mặt đất cả vạn năm. Nếu không phải như vậy, sao ta có thể đấu lại tôn thượng, cướp đi xích luyện quả chứ? Băng quả phượng,
Từ đầu tới cuối, ngươi đều không hề yêu ta. Ngươi đồng ý gả cho ta chính vì muốn cướp xích luyện quả của ta, đúng không? Nếu ngươi không gây thù địch với tộc Huyền Băng thì sao ta phải trở thành kẻ thù của ngươi chứ? Đối với ngươi, ta chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Đúng thế. Được, đã vậy, bản tôn không cần phải quan tâm tới tính mạng của ngươi nữa. Dịch Long, mau đi thôi. Cổ Hàng Băng, Hoa Mộc, Xích Dung. Hoa Mộc đến thật đúng giờ. Hôm trước ta tới xem bệnh, phát hiện hình như Diệm Tôn bị ho, thế là ta đi hái lá thuốc về trị bệnh đây. Tôn Thượng đang trò chuyện với phu nhân trong đại điện, ta đưa huynh qua đó. Phu nhân, đúng vậy, hôm nay là ngày đại hôn của Tôn Thượng, huynh quên rồi sao? Được. Không hay rồi, là Cổ Hàng Băng. Cổ Hàng Băng đã bị xích luyện của Diệm Tôn phong ấn dưới mặt đất cả vạn năm nay. Trên đời này người có thể phá vỡ phong ấn ngoài Diệm Tôn thì hiện chỉ có một người, là Tuyết Tôn. Phu nhân, không hay rồi, Tôn Thượng gặp nguy hiểm. Quỳnh đi cứu Tôn Thượng, để ta đuổi theo. Được. Mau, mau, mau. Sao phải vội vã như vậy? Muội đi trước đi. Tôn Thượng, Tôn Thượng, ta cứu ngài thoát ra. Xích Dung, ngươi mau đi đi. Ngươi là quả sư, Hàng Băng này không thể đóng băng được ngươi. Nhưng mà xích luyện quả trên người ta nối liền với mặt trời, nếu mất đi, tộc xích luyện chúng ta cũng sẽ quay trở lại vùng đất băng giá, không còn gì nữa. Thực ra quả lực trên người ngươi và xích luyện quả đều có chung nguồn gốc. Chỉ cần ngươi còn sống thì tộc xích quả vẫn còn hy vọng. Ngươi mau đi đi, phải tìm được Thiên Tuyết Bạc.
Mọi người mau chạy đi. Xích luyện quả. Không ngờ tộc Huyền Băng các cô lại đê hèn như vậy. Ngươi không phải người của tộc Xích Luyện. Đừng lo chuyện bao đồng. Xích luyện quả có liên quan tới sinh tồn diệt vong của hai tộc Xích Luyện và Tiên Thảo. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nếu ta không phục, người có thể làm gì được ta? Nếu cô nương không quay về cùng ta, vậy thì xin đắc tội. Cơ thể cô hoàn toàn không thể dung nạp được hai nguồn sức mạnh của Xích Luyện Quả và Cổ Hàng Băng. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân. Mặc kệ ta. Ta vốn không có ý hại cô. Mau đi theo ta. Bạc Nhi, Bạc Nhi, không hay rồi. Xích luyện quả và hàng băng khí đang cuộn trào trong cơ thể Bạc Nhi, đã gây tổn thương đến tận phổi. Cứ tiếp tục thế này, e rằng Bạc Nhi không thể gắng gượng được mấy ngày. Đừng, đừng giết hắn ta. Hắn không phải người của tộc Xích Luyện, không phải kẻ địch của chúng ta. Tôn thượng, nếu đã lấy được Xích Luyện quả rồi thì không cần làm hại tới tính mạng của Hoa Mộc, Dịch Long. Ngươi mau đưa Bạc Nhi trở về tộc Huyền Băng, bản tôn sẽ đuổi theo sau. Phụ thân, con yên tâm, cha Nhất Ngôn Cửu Đỉnh tuyệt đối không hại tới tính mạng hắn. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Chi bằng hôm nay ngươi giết chết ta đi. Nếu hôm nay ngươi không giết ta, sau này ta còn tìm ngươi báo thù cho Diệm Tôn. Hôm nay bản tôn sẽ không giết ngươi. Giữ ngươi lại vẫn còn chỗ hữu dụng.
Ngươi muốn thế nào? Tộc Tiên Thảo từ nhiều đời nay luôn giúp tộc Xích Luyện nuôi trồng cỏ thần, mà cỏ thần lại có thể trị được bách bệnh, giải độc cứu người. Nay ái nữ của bản tôn đang bị kẹt giữa sức mạnh của băng và quả, không biết có thể bình an vô sự không. Vì thế ta sẽ không cứu con gái ngươi đâu. Chỉ cần bản tôn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nhất định ngươi sẽ cứu. Bản tôn đã dùng hàn lực phong tỏa ký ức của ngươi. Ngươi sẽ khó mà nhớ được những việc xảy ra hôm nay. Ta sẽ không cho ngươi đắc ý đâu. Chẳng phải ta tới đưa thuốc cho Diệm Tôn sao? Sao lại ở đây? Tại sao những chuyện xảy ra hôm nay ta đều không nhớ ra nổi? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai ở đây vậy? Bị thương à? Ngươi yên tâm, có ta ở đây. Có loại cỏ thuốc này, ngươi sẽ không thấy đau nữa. Nào, đừng sợ. Có phải là hết đau rồi không? Được rồi, yên tâm, đã có ta ở đây, sẽ không có ai làm hại đến ngươi nữa. Có phải ngươi đói rồi không? Chắc chắn là ngươi đói rồi.
Chờ ta nhé, ta sẽ đi kiếm đồ ăn về cho ngươi. Phụ thân, Diệm Tôn đã chiếm lĩnh 14 tòa thành của tộc Quyền Băng chúng ta. Nếu con gái không ra tay, tộc Quyền Băng sẽ gặp nguy. Ta tự có cách đối phó với Diệm Tôn, không cần con trả giá đắt vì chuyện này như vậy. Dụ Cổ Hàng Băng ra, dùng sức mạnh của Cổ Hàng Băng để hút xích luyện quả. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để có thể chống lại Diệm Tôn lúc này. Tuyệt đối không được. Bạc Nhi, con có biết Cổ Hàng Băng đã bị giấu dưới mặt đất cả vạn năm? Một khi hấp thụ hàng băng khí vào trong cơ thể, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị đóng băng phổi, phong tỏa khí mạch và nguy hiểm tới tính mạng. Con có thể ứng phó được. Huống hồ sau khi hút xích luyện quả vào người thì nó và cổ hàng băng trong người con sẽ tự tiêu diệt nhau. Nhưng ngộ nhỡ, không có ngộ nhỡ, phụ thân, vì tộc Quyền Băng, vì các thị tộc trong thiên hạ, mong phụ thân cho phép con. Sắp tới đại lễ thành hôn của con và Diệm Tôn rồi. Nhớ kỹ lấy, trong vòng 3 giờ nhất định phải hút được xích luyện quả, tránh để bị hàn băng khí xâm nhập tới phổi. Tôn Thượng, không tìm thấy Thiên Tuyết Quyền Nữ, vậy Hoa Mộc thì sao? Ta vừa xuống đáy vực kiểm tra, không có bất kỳ dấu vết nào, cũng không có thi thể của Hoa Mộc. Tham kiến Tôn Thượng. Bạc Nhi về rồi sao? Các thuộc hạ đã đợi cả một đêm nhưng chưa gặp được Thiên Tuyết Quyền Nữ. Những nơi phải đi qua, khi từ xích luyện trở về Quyền Băng, chỉ có tộc Tiên Thảo. Nhưng Thiên Tuyết không phải là đối thủ của Hoa Mộc. Nếu rơi vào tay Hoa Mộc thì e rằng sớm biết như vậy, Tôn Thượng nên để ta giết chết Hoa Mộc để trừ hậu quả. Vì cướp xích luyện quả mà nguyên khí của Bạc Nhi bị trọng thương, để cứu chữa cho Bạc Nhi, bản tôn phải giữ lại mạng của Hoa Mộc. Nhưng Hoa Mộc sao có thể trị thương cho Thiên Tuyết Quyền Nữ chứ? Bản tôn đã dùng hàn khí phong ấn ký ức của hắn, hắn sẽ khó mà nhớ được những chuyện ngày hôm qua. Hơn nữa, phần lớn công lực của hắn cũng khó lòng thi triển được. Cho dù có gặp Bạc Nhi, cũng không thể hại Bạc Nhi được. Đi đâu mất rồi? Chuyện gì thế này? Ta không thể giận công lực được. Tại sao cô nương lại hung dữ như vậy? Chúng ta còn chưa nói với nhau câu nào, cô đã ra tay đánh người rồi. Không được, lại đây. Cô đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi cô, cô có nhìn thấy con chim trắng của ta không? Cái gì mà của ngươi? Ai là của ngươi chứ? Có mắt mà không có chồng. Lẽ nào cô chính là con chim trắng đó? Chuyện này thú vị quá. Ngươi không nhớ ra ta sao? Thôi, tạm biệt tại đây đi. Ta đi trước đây. Cô nương. Cô đã bị thương, bây giờ chưa khỏi thì chưa được đi. Rõ ràng công lực của Hoa Mộc mạnh hơn mình. Lẽ nào là phụ thân đã phong ấn công lực của hắn? Hơn nữa vết thương rất nặng, tộc Tiên Thảo bọn ta nhiều đời làm nghề y, không thể thấy chết mà không cứu được. Ta mới chỉ đè khí huyết của cô, nhưng nếu muốn chữa khỏi hẳn thì phải mất vài ngày. Không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa. Cô nương. Cô nương. Trong cơ thể cô ấy có nguồn nhiệt nóng không thể cưỡng lại được. Nếu cứ thế này, e rằng cô ấy không chịu đựng nổi bao lâu. Đầm nước lạnh. Đúng rồi, đầm nước lạnh.
Cô sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Ta đỡ hơn nhiều rồi. Tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi thế nào rồi? Ngươi sao rồi? Cô sao rồi? Tạm thời đã áp chế được rồi. Người thế nào rồi? Ta không sao. Chút hàn khí này không nhầm nhò gì. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Vết thương của cô hiện tại vẫn chưa thể trị tận gốc. Không lâu sau sẽ lại phát tác. Đúng rồi. Sao cô lại bị thương nặng như vậy? Mà lại còn rất kỳ lạ. Nếu cô không muốn nói, ta cũng không hỏi thêm nữa. Một lát nữa là trời sẽ tối. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để lên núi. Lên núi. Vết thương của cô thường xuyên phát tác. Phải nhanh chóng lên núi hái một loại thuốc. Nhìn đây, đây chính là hồng la thảo. Chúng ta tìm được rồi. Hồng la thảo. Loại cỏ này có thể áp chế được hai sức mạnh đối nghịch trong cơ thể cô, giảm bớt cơn đau cho cô. Đây là nơi nào vậy? Đây là nơi tộc tiên thảo chúng ta nuôi trồng các loại cỏ tiên từ nhiều đời nay. Tuy loại cỏ này có dược tính rất mạnh, nhưng mà... Sao thế? Hoa mộc, cẩn thận, nó đang hút máu của ngươi. Chỉ sau khi hút được máu người, loại cỏ này mới phát huy được dược tính. Máu của ta có thể tưới tẩm cho nó. Nhưng cứ thế này thì máu của ngươi sẽ bị nó hút cạn mất. Không sao, ta nhiều máu lắm.
Sao rồi? Giờ thì tốt rồi. Sau khi dùng loại cỏ tiên này, cô sẽ không còn đau đớn như vậy nữa. Tại sao huynh lại chịu cứu ta? Từ thời xưa, thần nông đã nếm thử hàng trăm loại cỏ chỉ để cứu người. Huống hồ Lan Y đều có lòng nhân từ. Nếu ta đã gặp cô thì không thể thấy chết mà không cứu, đúng không? Nếu huynh nhớ được ta là ai, có lẽ sẽ không cứu ta đâu nhỉ? Nếu ta nói ta là người tộc Huyền Băng, huynh còn muốn cứu ta không? Đương nhiên là sẽ cứu. Cho dù cô là ai, dù phải bỏ cả tính mạng mình, ta cũng sẽ cứu cô. Cô hãy theo ta về tộc Tiên Thảo để trị thương đi. Thực ra ý ta là muốn giữ cô ở lại Tiên Thảo, nhưng ta không muốn. Ta là con gái của Tuyết Tôn, trong lòng ta chỉ có phụ thân và người dân trong tộc mình. Ta biết. Ta muốn nói là chỉ cần cô muốn thì tộc Tiên Thảo cũng giống như ta, đều sẽ hoan nghênh cô. Tộc trưởng quay về rồi. Đây chính là nơi tộc Tiên Thảo bọn ta sinh sống. Hoa Mộc, huynh quay về rồi à? Ayu, huynh vẫn ổn chứ? Không sao chứ? Bao nhiêu lâu như vậy huynh đã đi đâu thế? Làm ta lo muốn chết. Cô ấy là một cô gái ta gặp trên đường. Cô ấy tên là Yêu Nữ. Đồ Yêu Nữ. Xích Dung, huynh sao thế? Hoa Mộc, hay hôm nay ta tìm huynh mãi, thì ra huynh luôn ở cùng Yêu Nữ này. Đã xảy ra chuyện gì thế? Huynh còn hỏi ta? Lẽ nào huynh không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Yêu Nữ, hôm nay ta nhất định phải bắt cô nợ máu trả bằng máu. Dừng tay lại, đừng vội ra tay. Hãy nói cho rõ ràng đã. Hoa Mộc, huynh thật khiến ta quá thất vọng. Để cho mọi người quay về nhà trước đã. Mọi người mau giải tán hết đi. Đây là tộc Tiên Thảo, không phải là tộc Xích Luyện các huynh. Đừng có làm càn. Hoa Mộc, sự diệt vong của tộc Xích Luyện, huynh khó lòng chối bỏ trách nhiệm. Hoa Mộc, huynh sao thế? Là cổ Hàn Băng đã phong ấn ký ức của huynh. Hoa Mộc, Yêu Nữ, mau giao Xích Luyện quả ra đây. Đánh thắng ta rồi hẳn nói. Hoa Mộc, bản tôn đã dùng hàn lực phong tỏa ký ức của ngươi. Ngươi sẽ khó mà nhớ được những việc xảy ra hôm nay.
Sao ban đầu cô không nói cho ta biết chân tướng? Ta là quyền nữ, ắt có sứ mệnh của mình. Cô cướp xích luyện quả, làm liên lụy khiến cả tộc Tiên Thảo gặp nguy. Ta không thể tha cho cô được. Ta đã sớm liệu trước chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Mau giao xích luyện quả ra đây, vì tộc Huyền Băng. Ta không thể giao cho huynh được. Đừng ép ta, mau giao ra đây. Vậy hãy giết ta đi, ác sẽ lấy được thôi. Nếu đã như vậy, từ nay về sau ta và cô ân đoạn nghĩa tuyệt. Có phải huynh rất hối hận vì ban đầu đã cứu ta không? Nếu huynh hận ta, vậy hãy ra tay với ta ngay bây giờ đi. Giết cô rồi thì làm thế nào lấy lại được xích luyện quả? Ta giữ lại mạng sống của cô chỉ vì muốn cứu Diệm Tôn, không có lý do nào khác. Chúng ta không cùng thị tộc, đương nhiên sẽ không nương tay với ta. Cô thực sự vì cha mình ngay cả mạng sống cũng không màng nữa sao? Thiên hạ bị chia rẽ đã lâu, chỉ có phụ thân mới có thể bình định chiến sự, trả lại thái bình cho thị tộc và bách tính, là một quân chủ nhân từ và gần gũi với người dân. Vì lý tưởng này, tính mạng của ta có là gì chứ? Diệm Tôn thì sao? Diệm Tôn trước nay đều yêu cô sâu đậm, nhưng cô lại bỏ mặc, không quan tâm ngày ấy trong lòng cô. Liệu có người nào cô từng thật lòng quan tâm không? Có. Trước khi gặp huynh, chưa từng có ai Qua Mộc. Tôn thượng đã không chờ nổi nữa rồi, mau đi thôi. Tôn thượng, ta tới cứu ngài đây. Qua Mộc, quy lực của xích luyện quả rất mạnh, cần hai chúng ta hợp lực mới có thể ép ra được. Phải nhớ kỹ, không được gián đoạn giữa chừng. Thank you.
Để ta đối phó hắn. Huynh đừng buông tay, nhất định phải cứu Diệm Tôn. Được. Yêu nữ, đây là tự cô không muốn sống nữa. Đừng trách ta. Hoa Mộc, huynh làm gì thế? Phải cứu Diệm Tôn, nhưng huynh không thể hại tới cô ấy. Ta muốn dùng quả lực còn lại trong cơ thể mình để ép xích luyện quả ra. Nếu huynh thế này sẽ mất mạng đó. Mau đi thôi. Đi thôi. Không được, ta không thể rời bỏ Hoa Mộc như thế này được. Nếu không phải là hắn ta thì mộ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh thế này. Hắn chết cũng đáng có gì đáng tiếc. Ta phải quay lại cứu huynh ấy. Tránh ra. Dịch Long. Hoa Mộc, cô gọi ta là gì? Huynh thế nào? Có bị thương không? Cô làm tổn thương đến trái tim ta sâu như vậy. Thế mà lại gả cho Diệm Tôn. Tại sao ban đầu không nói cho ta biết, mà để đến nông nỗi này? Ta gả cho Diệm Tôn hoàn toàn là bất đắc dĩ, chứ không phải là ý muốn của ta. Cô vì cha mình mà phản bội ta, làm tổn thương ta. Trong mắt cô, ta là gì chứ? Huynh là người duy nhất mà ta quan tâm. Hoa Mộc, xin huynh hãy tin ta được không? Những lời ta nói đều là thật lòng. Ta không che giấu gì cả. Xin hãy tin ta. Nếu đã như vậy, chi bằng hãy giao cho ta chân tình của cô. Chân tình của ta. Cô nói cô quan tâm ta như vậy, sao không dùng chân tình của mình để bù đắp lời hứa cô chưa thực hiện chứ? Khi cô lấy trộm xích luyện quả thì nên biết trước kết cục ngày hôm nay chứ. Bản tôn muốn trả hết lại cho cô, không sót một chút nào. Những đau đớn mà cô đã gây ra cho ta,
nếu xích luyện quả bị hút hết, cổ Hàn Băng sẽ đóng băng thiên tuyết bạc. Hoa Mộc cầu xin tôn thượng, hãy chừa cho cô ấy một đường sống. Mọi chuyện đều do cô ta tự chuốc lấy. Chẳng phải tôn thượng cũng từng yêu cô ấy sao? Hoa Mộc cầu xin ngài, hãy chừa một đường lui cho cô ấy. Hoa Mộc, người có từng yêu thiên tuyết bạc không? Trong lòng Hoa Mộc chỉ có tôn thượng và vận mệnh của tộc Xích Luyện và tộc Tiên Thảo, không còn gì khác. Hoa Mộc, huynh dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ không tha cho huynh. Tôn thượng, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại. Hoa Mộc bảo vệ cho tộc khác, tội không thể tha thứ. Tôn thượng, Hoa Mộc bị cổ Hàn Băng phong ấn ký ức, bị họ lừa gạt, xin tôn thượng bỏ qua cho Hoa Mộc. Nếu tôn thượng muốn trách tội, chỉ cần trừng phạt một mình Hoa Mộc, không liên quan gì tới tộc ta cả. Áp giải Hoa Mộc đến dùng cực hạn, sám hối 100 năm, không được phép rời khỏi đó. Tôn thượng, giải đi. Cô ấy sẽ chết sao? Cho dù cô ta không chết, thì cả đời này hai người cũng sẽ không gặp lại nữa. Truyền lệnh của ta, triệu tập toàn bộ binh lực, bản tôn phải đích thân đi lấy thủ cấp của Tuyết Tôn. Trong cơ thể Bạc Nhi chỉ còn một phần xích luyện quả, giờ đã không thể khống chế hàn khí dạng năm của cổ Hàn Băng nữa. Chẳng bao lâu nữa, cổ Hàn Băng sẽ lan khắp cơ thể và đóng băng Bạc Nhi.
e rằng hiện giờ đó là cách duy nhất có thể thực hiện. Ta tận mắt nhìn thấy Diệm Tôn đã thông âm dương ngũ quyệt của mình, lợi dụng quan nhiệt của mặt trời để tăng sức mạnh của xích luyện. Giờ Bạc Nhi đang gặp nguy hiểm. Bản Tôn chuyện gì thế này? Tôn thượng, mặt trời kia, tộc Quyền Băng các ngươi được lắm, dám bất chấp an nguy của chúng sinh trong thiên hạ. Mau nhìn kìa, mặt trời sắp biến mất rồi. Mọi người mau xem, mặt trời sắp biến mất rồi. Sao mặt trời lại biến mất rồi? Chuyện gì thế này? Tại sao? Sao mặt trời lại biến mất? Đúng thế, sao mặt trời lại biến mất? Mặt trời biến mất rồi. Giờ con đã có sức mạnh, có thể đấu lại được cả mặt trăng với mặt trời. Con muốn làm gì? Đương nhiên con phải tận dụng hết những gì có thể sử dụng. Con phải giết hết những kẻ phụ bạc trong thiên hạ. Bạc Nhi, dừng lại. Xông lên cho ta. Hoa mộc, thiên tuyết, ngươi thực sự cho rằng có thể dễ dàng giết ta như vậy sao? Muội tới đây làm gì? Ta tới đây làm gì ư? Đương nhiên là nợ cũ và nợ mới cùng tính luôn một thể rồi. Dừng tay lại. Thiên tuyết, ta thật lòng thật dạ với ngươi, không ngờ ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi và những kẻ muốn giết ta có gì khác nhau đâu chứ? Thiên tuyết, mọi người ta giải thích. Hôm đó ngươi im miệng cho ta. Khắp thiên hạ kẻ nào cũng muốn có được xích luyện quả, hoàn toàn không có kẻ nào đáng tin cậy cả. Nhưng ta lại không thể ngờ kẻ muốn dồn ta vào chỗ chết nhất lại là ngươi. Nếu muội muốn giết,
thì hãy giết một mình ta thôi. Ngươi thực sự tưởng rằng ta không dám sao? Ta chỉ hận không thể băm dằm ngươi thành trăm mảnh. Muốn giết thì hãy giết đi. Thiên Tuyết Bạc, ta tha mạng cho ngươi mà ngươi lại được voi đòi tiên, dám nuốt mặt trời. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Hoa Mộc, giờ ngươi và ta buộc phải liên minh với nhau, giải cứu chúng sinh trong thiên hạ, giải cứu mặt trời. Giải cứu bằng cách nào? Dụ Thiên Tuyết Bạc đến đền tế ở núi Bất Chu. Người đến đúng lúc lắm. Thiên Tuyết, chúng sinh không thể thiếu mặt trời được. Mỗi chỉ có thể dùng thân mình hiến tế. Thì ra ngươi muốn ta chết đến vậy sao?
muội đã bị thương rồi, không thể đấu tiếp nữa. Đúng là muội nên hận ta, nhưng muội không thể để liên lụy tới chúng sinh trong thiên hạ chứ. Vì thế ngươi muốn tính mạng của ta sao? Muội sao rồi? Thiên Tuyết, muội sao rồi? Muội không sao chứ? Ta thực sự mong rằng hôm đó không gặp huynh dưới vách núi. Hôm đó chính vì Hoa Mộc cầu xin cho ngươi nên mới chừa cho ngươi một phần xích luyện quả. Không ngờ ngươi lại nuốt cả mặt trời. Gì cơ? Ngươi nói vậy là sao? Hôm đó ta nhập vào cơ thể của Hoa Mộc, tại sao lại không nói cho ta biết? Tại sao? Vì thiên hạ. Cuối cùng ta vẫn phụ muội. Nhưng thế gian này không thể thiếu mặt trời. Thiên Tuyết, ta chỉ có thể làm vậy. Vậy ta chỉ muốn biết, rốt cuộc huynh có từng quan tâm tới ta không? Cho dù chỉ là một chút thôi, huynh cũng không nên để ta chết một mình mới phải chứ. Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy? Từ nay về sau, muội sẽ không phải một mình nữa, bởi vì đã có ta rồi. Chúng ta có thể cùng hòa vào mặt trời, hòa thành một. Như vậy chúng ta sẽ có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau rồi, đúng không? Vậy còn người dân trong tộc huynh thì sao? Tính mạng của Hoa Mộc so với người trong tộc ta có là gì chứ? Nhưng ta chỉ muốn huynh sống thật tốt. Huynh nói đúng, so với chúng sinh trong thiên hạ, đúng là ta quá ích kỷ. Thiên Tuyết, Diệm Tôn, ông dụ ta tới đây là để ta hiến tế ở pháp đàn này, triệu hồi mặt trời phải không? Được, ta hứa với ông. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết đừng, buông ra, huynh buông ra. Hoa Mộc, mau tránh ra, ngươi sẽ bị thiêu chết đó. Vì tính mạng của bách tính thiên hạ, cuối cùng ta vẫn không thể bảo vệ được người mình yêu. Mong Diệm Tôn tác thành, để hai chúng ta cùng qua dòng mặt trời, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau. Thiên Tuyết bạc,
Lúc này ta mới biết tình yêu ta dành cho cô mãi không thể bằng nổi một phần dạng của tình yêu mà Hoa Mộc dành cho cô, tình cảm mà Diệm Tôn dành cho ta. Kiếp này Thiên Tuyết Bạc không thể báo đáp, chỉ mong sau khi Thiên Tuyết qua đời, Diệm Tôn sẽ không trút giận lên tộc Quyền Băng, trả lại hòa bình cho hai tộc. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, Hoa Mộc, đây vốn là kết cục của ta, chứ không phải của huynh. Kiếp này có huynh nguyện chết vì ta, ta đã mãn nguyện, không có gì hối tiếc nữa rồi. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết. Bạc Nhi, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết. Kiếp này chúng ta không thể bên nhau, vẫn mong kiếp sau còn được ở bên nhau. Không, ta không muốn đợi kiếp sau, ta muốn cùng muội hòa tan vào mặt trời, ta muốn đợi đợi kiếp kiếp ở bên muội. Bạc Nhi, Thiên Tuyết, Thiên Tuyết Bạc. Bạc Nhi, phụ thân, tính mạng của một mình con gái so với sự an nguy của cả tộc Quyền Băng, ánh sáng của đất trời và tính mạng của chúng sinh trong thiên hạ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chúng ta không thể tiếp tục sai lầm như vậy nữa. Mặt trời lại sáng rồi, mặt trời lại sáng rồi, mặt trời lại sáng rồi. Hoa Mộc, đừng đuổi theo nữa. Ta cứ tưởng rằng cả đời này mình sẽ không rung động, cho đến khi gặp được huynh. Ta không hận số mệnh bắt ta phải hòa vào mặt trời. Có huynh bằng lòng cùng ta hòa vào mặt trời, đời này ta đã không còn gì hối tiếc nữa. Huynh ở dưới mặt đất bảo vệ ta, ta ở trên trời sưởi ấm cho huynh. Chúng ta bảo vệ cho nhau như vậy, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Hoa Mộc, đừng đuổi theo nữa, huynh sẽ bị thiêu sống đó. Cho dù chết, ta cũng muốn đời đời kiếp kiếp ở bên muội, tuyệt đối không tách rời nữa.
火种在心怀，这执着是为谁而来？跨过星海，也越过山脉，凡事中有一颗痴心仍在。那时花开，在天地明尘埃，这思念也随风轻来。追着河流，也追着光彩，有你在，我无畏千年等待。追逐生生世世，天荒地老在人海，只此一眼，许诺心不改。思念踏着风浪，苦苦寻你在轮回之外，浴火重生，那是你归来。在天地凝尘埃，这思念也随风轻来。追着河流，也追着光彩，有你在，我无畏千年等待。追逐生生世世，天在人海，只此一眼，许诺心不改。思念踏着风浪，苦苦寻你在天地之外，浴火重生，那是你归来。追过轮回岁月，追着天地心未改，此时别离，我等在人海。捧着思念执着，苦苦寻你在轮回之外，浴火重生，那是thank you.